Các bạn hôm nay mình sẽ làm cái món chè chuối nhá. Để làm món chè chuối này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình này. Chuối khoảng 3 quả. Chuối không được cứng quá nhá. Không mềm quá nhá thì nấu chè nó sẽ ngon hơn. Nó chín vừa tới như này. Và cái lá dứa cho nó thơm này. Một ít muối này. Bột báng thì dùng 30g này. Và mình đã ngâm với nước nóng. Để ngâm khoảng 1 tiếng và rửa lại nhiều lần cho cái mùi của cái bột báng này nó hết chua ấy, vì nó có mùi hơi khó chịu ấy. Và ở đây mình dùng 150ml nước cốt dừa. Như nước dừa này nó không được đặc cho lắm. Đó. Và đường thì tùy theo khẩu vị của gia đình chúng ta. Ở đây mình sẽ dùng khoảng 3 thìa ăn phở đường và một ít lạc rang hay đậu phộng rang ấy. Bây giờ trước tiên mình sẽ đi gọt chuối và sơ chế chuối đấy nhé. Bây giờ tiếp đến là các bạn gọt chuối cho mình nhé. Gọt chuối để mình ngâm với nước muối loãng. Đây là một thìa cà phê muối này. Các bạn cho vào với khoảng 300ml nước lọc này. Để thành cái nước muối loãng. Sau đó các bạn gọt chuối xong các bạn ngâm luôn qua cái nước này. Để chuối chúng ta nó ra hết nhựa. Ngâm từ 5 phút đến 10 phút nhé. Sau đó các bạn vớt chuối ra và xả với nước lọc thông thường cho nó sạch. Sau đó mình mang đi mình thái nhé. Chuối để mình đi nấu chè chuối. Món chè chuối này cực kỳ đơn giản nhưng mà khi nấu xong ấy thì mình lại có một món ăn rất là lạ và ngon ấy. Ở quê mình có chuối này gọi là chuối ná. Khi ngâm được 5 phút xong nhé, mình sẽ rửa sạch đi nhé và mình mang đi thái. Các bạn lưu ý là muốn món chè chuối của chúng ta đặc hơn thì sánh hơn, chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình khoảng một thìa ăn phở bột năng để tí mình hòa vào cùng ấy. Hoặc nếu các bạn không thích thì không cần dùng bột năng cũng được nhé. Các bạn lên khoảng một ít bột năng nữa vào thì nó sẽ ngon hơn. Đây, chuối thì các bạn cắt cho mình nhé, dày khoảng 0,7 đến 1cm nhé, dày ấy. Về dày của nó. Với 3 quả chuối này mình sẽ làm được 2 bát chè chuối rất là to dành cho 2 người ăn. Đấy, chuối nó cũng chín nhưng mà chín tới nó chưa chín quá ấy, nên nó khi thái nó vẫn không giữ được cái độ cứng như này ấy. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi mình nấu chè nhé. Các bạn cho mình một nồi nước lên nhé. Và các bạn luộc bột báng đến khi bột báng nó nổi lên là bột báng chín là được nhé. Khi nước nó sủi lên này, bây giờ các bạn cho bột báng vào nhé. Mình đun khi bột báng sủi lên và nổi lên trên mặt nước là được nhé. Đun đến khi bột báng nó nổi lên trên mặt nước là được. Sau lúc đấy các bạn vớt bột báng ra và mình lấy nước mới để mình nấu chè nhé. Nước nó sôi trở lại rồi. Bây giờ các bạn đun làm sao bột báng nổi lên trên mặt nước thì lúc đấy là bột chín nhé. Đây các bạn ơi, khi nó nổi lên rồi nhé, mình sẽ vớt ra nhé và mình đổ cái nước này đi và mình cho nước khác vào để mình nấu chè nhé. Các bạn cho mình khoảng 500ml nước lọc vào nhé. Cho vài cái lá dứa vào, đậy bung lại và đun cho nó sủi nước là được nhé. Sủi rồi nhé, bạn cho chuối vào. Đun khoảng 10 phút. Sau đó mình cho đường tùy theo khẩu vị của gia đình nhé, mà mình sẽ cho đường vào nhé. Vì chuối nó cũng đã ngọt rồi nên mình cho khoảng 2 thìa đầy cả ăn phở hoặc là 3 thìa ăn phở được. Và tiếp đến các bạn cho bột năng vào này. Một thìa ăn phở bột năng này, các bạn hòa với 30ml nước này.
bây giờ các bạn đun sủi cho đường tan này. Nước cốt dừa thì tí nữa mình sẽ cho nước cốt dừa vào thì các bạn sẽ phải đun sủi với tắt bếp luôn, không đun lâu nước cốt dừa nhé. Bây giờ bột báng này mình cho vào. Dưới cho vào rất là thơm ấy. Rồi bây giờ nó sủi đều hết rồi và mình sẽ bỏ cái nán dứa ra nhé. Cho nước cốt dừa vào và đun sủi lên rồi mình mới cho bột năng vào. Sủi lên nhé, các bạn đừng đun lâu nhé. Rồi bây giờ các bạn hòa bột năng vào cho mình. Hòa để tạo thành cái nước sền sệt nhé. Bây giờ khi nó sủi lên như này rồi nhé, các bạn tắt lửa bếp nhé. Để các bạn thấy cái món chè chuối của chúng ta nó đã sền sệt như này rồi này. Nó rất là ngon rồi. Cho ra bát và rắc một ít đậu phộng rang hay là nạc rang đi nhé. Là mình đã có nồi chè chuối rồi. Rất hấp dẫn nhé. Thêm thêm đậu phộng rang lên nhé. Mình có một bát chè chuối rất là thơm ngon này. Và nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Nó rất là thơm, ngon, ngọt và mát đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.